Thank you.
mình sẽ đánh like luôn. 138 cân bông. Làm không có. Các bạn xem nếu mà thấy hay thì nhớ chia sẻ hoặc bình luận ở dưới. Mình sẽ nghĩ ra nhiều cách đánh hay. Mình nghĩ cách này chưa ai dùng đâu. Vì thường là dùng con CBT kia lên để phá súng thôi chứ còn chưa áp dụng nó vào trong các việc ốp trụ. Hôm nay mình sẽ ốp trụ bằng con CPT và full Joker. Con này nó chạy cũng tốc độ khá là ánh sáng nên chúng ta phải chia đoạn ra. Hở gái mất rồi, tốc kết lên đạn. Mất giấy loát 3 giây. Không sao. Map này thì trước anh em đánh tăng lửa, nhưng mà tăng lửa bốt hơi căng. Đấy, bạn để chiêu thu phục súng của con CP chưa? Khá hay, anh em nhiều căn bầu thì cứ đứng đó mà luyện thần chú luôn. Mô ta bên kia thì mặc bắn giận. Đấy, nhớ HQ là 2,3 củ máu. Mình rút được quá lửa già với một gan bao. Như vậy là khá thành công trong tour này. Các bạn hãy thử và chia sẻ với mình. Nhớ đăng ký để cập nhật video hay nhé. Xin chào.